愿某事受过那些碰撞，走过会搀扶我。再许下以后盼望，现实是共你也很快乐，不过那感情差。见大高或更热烈放，现实是是我刻意埋藏，藏起真相该怎跟你讲？如真正爱护我，如真正爱我，如真正信任我，无论我，无论我，无论我都如可以接受我，如不介意我。 Nhất định con phải làm đến thành thật với bản thân, đừng để bản thân có cơ hội phải hối hận. Lần trước tại anh nông nổi làm em tổn thương, anh xin lỗi. Em có thể cho anh cơ hội để chúng ta làm lại từ đầu không? Anh biết Woody là ưu tiên hàng đầu của em. Woody để anh xử lý. Lần này dù thế nào anh cũng không bỏ cuộc. Anh nhất định có thể làm cho nó phải chấp nhận. Ông tưởng bị người ta bắt, Terence và Woody thì sao? Này đại ca, con của tôi chỉ là trẻ con thôi, cho nó đi trước đi. Chúng tôi kiểm tra được định vị điện thoại của con ông, hiển thị ở vịnh Đồng La mà. Ba, đã xảy ra chuyện gì? Người bọn chúng bắt đi là Miêu Thành Lâm à? Bọn bắt cóc có gọi tới nữa không? Không, nhưng mà hình như ông trưởng không muốn quan tâm chuyện này cho lắm. Tình hình không lạc quan. Chúng tôi đã trao đổi với má của Miêu Thành Lâm là Du Tử Trừng. Chuyện tiền chuộc sẽ do cô trả. Du Tử Trừng là má của Woody. Rồi, có thể bỏ ra 50 triệu nữa sao? Thế gian này đúng là nhỏ lắm. Có lẽ bọn chúng sẽ mau chóng gọi lại. Tới chừng đó, ông sẽ đề nghị bằng mọi giá phải nghe giọng con của ông, đồng thời thuyết phục bọn chúng cho phép người khác theo ông đưa tiền chuộc, hay là ít ra cũng cho người đi chung với ông. Sếp Lưu à, không cần nói nữa, tôi sẽ không đích thân đi đưa tiền chuộc đâu. Nè, nói một câu xui xẻo, nếu như thật sự bị thủ tiêu á, vậy thì tôi phải gánh một sinh mạng đó. Thôi đi. Ông tưởng ông không thể nói chuyện cứng rắn với bọn bắt cóc, đến nỗi không còn xoay sở sẽ hại chết Woody bất cứ lúc nào. Ông tưởng Woody là bạn học của Terence, ông cũng không muốn Terence cảm thấy bản thân đã hại bạn mình. Hơn nữa ông cũng biết Du Tử Trừng, đôi bên coi như là bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ông, hy vọng ông có thể phối hợp cùng chúng tôi. Nè, bây giờ mọi chuyện không liên quan gì đến tôi, có phải tôi nhất định phải giúp cho anh hay không chứ? Ông tưởng à, đừng hiểu lầm. Chẳng qua chúng tôi muốn ông biết, một câu nói của ông, một động tác của ông sẽ ảnh hưởng tới một sinh mạng. Tức là sao? Đứng ở đỉnh cao đạo đức, dùng đạo đức để ràng buộc tôi sao? Tôi nói cho anh biết nha, tiểu đình thiên này công trọng nhất chính là đạo đức. Anh đừng nghĩ anh là cảnh sát, đừng nên ép tôi quá. Tôi nói cho anh biết hả? Thu, gọi tất cả phóng viên báo chí cho tôi, nói cho họ biết một tiếng sau tôi tổ chức họp báo. Còn nữa, tôi muốn dùng phát lại, nói cho đám bắt cóc đó biết bọn chúng bắt nhầm người rồi. Ông không thể làm vậy. Cậu nạt tôi hả? Cậu dựa vào đâu mà nạt tôi chứ? Xin lỗi ông tưởng, tôi chỉ hy vọng ông đừng làm vậy, bởi vì Miêu Thành Lâm là con của tôi. Yến Tinh Trùng, gần đây tôi mới biết nó là con tôi. 17 năm qua nó không biết có người cha này, tôi cũng chưa làm bất cứ gì cho nó. Bây giờ nó có chuyện, tôi hy vọng nó có thể bình an trở về. Ông tưởng à, ông niệm tình cậu chính bấy lâu đã tận tâm tận lực bảo vệ ông và cậu tưởng. Ông giúp cậu ta đi. Trước khi tới đây, tôi đã hứa với má của nó không để cho nó có chuyện. Tôi xin ông giúp tôi. Yến Tinh Trùng thôi, vậy mười mấy năm qua cậu chưa bao giờ chung sống với con của cậu, có gì quan tâm tới nó chứ? Có bao giờ cậu thay thả cho nó không? Có chơi trò cưỡi ngựa hay không? Có đưa nó đi học hay không? Không chứ gì. Vậy cậu làm ba cái gì chứ? Trước đây tôi cũng nghĩ như ông vậy. Khi tôi biết nó là con tôi không biết phản ứng thế nào. Nhưng bây giờ nó có chuyện, tôi mới biết cảm giác làm ba là thế nào. Thôi được rồi, cậu có thể làm gì cho con của cậu vậy? Bất cứ chuyện gì, chỉ cần tôi làm được tôi đều làm. Ông tưởng à, cú điện thoại này liên quan sinh mạng, hy vọng ông có thể phối hợp cùng chúng tôi.
ông tưởng. Xin ông hãy cứu con tôi. Ông trưởng. Được rồi, tôi biết cần nhắc. Alo. Con của ông ở chỗ tôi, ông dám không nghe điện thoại lâu vậy sao? Có phải ông không muốn nó sống không? Ờ, không phải, không phải đại ca ơi, không phải. Tôi chỉ có bọn đứa con mà thôi. Anh đừng có làm hại nó nghe. Lúc này ông nói 50 triệu khó chứ gì. Chúng tôi rất công bằng. Ông không giở trò thì tôi bớt một chút, miễn trả giá 30 triệu. Ông không thành vấn đề, 30 triệu không thành vấn đề đâu. Đưa mai giải quyết trước 12 giờ, đích thân ông mang tiền tới. Từ lúc đó mới báo địa điểm cho ông. Tiền nhất định có, nhất định có mà. Nhưng mà tôi muốn nói cho anh biết là lúc nãy tôi do lo cho con của tôi quá, tôi đã ngất xỉu. Huyết áp của tôi cứ không ngừng tăng lên. Bác sĩ nói tôi bị bệnh tim đó. Coi như tôi năn nỉ anh. Anh có thể để tôi phái một trợ lý của tôi phụ trách mang tiền chuộc tới không? Tôi muốn ông mang tới. Ông làm gì vậy? Có phải giỡn mặt không? Không phải, thiệt tình không phải đâu đại ca. Đại ca, mọi người cần tiền thôi mà. Tôi sợ bản thân tôi khi mang tiền chuộc tới rồi đột nhiên bệnh tim bộc phát, mất luôn sinh mạng. Vậy thì các anh không nhận được tiền, con tôi thì gặp nguy hiểm. Vậy đôi bên đều không có tốt đâu. Được, nhưng chỉ cho phép một người mang tiền tới thôi. Vậy đi. Khoan đã. Tôi muốn nghe tiếng của con tôi. Ông giải quyết xong tiền bạc, lần sau tôi sẽ cho ông nghe. Có được không vậy? Không theo được. Ông Tưởng, cảm ơn ông. Tôi tự hỏi mình cũng thương con mình lắm. Nhưng nếu kêu tôi vì con quỳ xuống như vậy, tôi nghĩ tôi chưa chắc làm được đâu. Tôi cầu hy vọng quá đi không sao. Sau này hai người nên dành thêm thời gian để cố gắng trao đổi, xây dựng lại tình cảm cha con thật sự. Nè, có tin tức gì mới không? Chở em tới ngân hàng đi, em rút tiền. Bây giờ mới 7 giờ mấy thôi, ngân hàng 9 giờ mới mở. Sẽ kẹt xe thôi, tới đó còn phải xếp hàng. Làm việc cũng phải coi thời gian. Cả đêm em không ngủ sao? Không ngủ được. Suốt đêm qua em cứ suy nghĩ, em không biết nó có bị thương không. Em sợ nó đã. Em đừng tự hù dọa mình nữa. Bọn bắt cóc đã đồng ý cú điện thoại tiếp theo sẽ cho nghe giọng của Whitney. Vậy thì chứng tỏ nó không sao. Nè, ăn đồ trước đi. Làm gì còn tâm trí ăn nữa. Không có tâm trí cũng phải ráng ăn một chút. Hôm nay sẽ rất dài đó. Em không ăn sẽ không có sức chống chọi đâu. Vì con, em không thể gục được. Lát nữa ăn xong, anh đi em tới ngân hàng rút tiền. Sau đó đi em tới chỗ ông Tưởng. Cả ngày hôm nay em sẽ ở đó. Hay em theo anh đi giao tiền chuột? Cảnh sát không đồng ý đâu. Hơn nữa bọn bắt cóc đã nói rõ, chỉ một người đi thôi. Ít ra em cũng phải làm được gì chứ. Em không muốn ngồi một chỗ không làm gì hết. Đương nhiên em có việc phải làm. Lát nữa bọn bắt cóc gọi tới, em phải xác định tiếng đó có phải là Quýt đi không. Không ai biết rõ nó hơn em. Cho nên em phải có đủ tinh thần. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ăn trước đi. Bữa sáng tới rồi. Cha ngon nha. Nè ăn đi. Nè. Nè, sao là mì vậy? Khô khan quá vậy? Chẳng phải nói là mua bánh con chó sao? Anh thích ăn bánh con chó như vậy, lần sau tôi mua cho anh ăn. Thua rồi. Bất ngờ thật. Đi cắm trại, ông nấu cháo cho chúng tôi ăn sao? Tôi định làm bánh con chó, nhưng bây giờ thất bại rồi. Bánh con chó, cho chó ăn hay là cho người ăn đây?
Bởi mới nói dân học tiếng Anh mấy người chỉ biết ăn hamburger, bánh con chó nổi tiếng lắm, luôn cả Michelin cũng giới thiệu. Và nếu có thêm chút sá bấu tép mỡ, nghĩ tới thôi cũng muốn ăn đó. Tôi thì chưa nghe tới bao giờ hết. Ở đâu có bán gì? Tiệm ở Cẩm Điền là ngon nhất. Lúc nhỏ tôi sống ở Cẩm Điền, thời học trung học, gần như ngày nào cũng ăn. Tuyệt, tuyệt, tuyệt. Tôi ăn mì ăn liền còn hay hơn. À phải rồi, hai người nghĩ Tưởng Định Thiên có dễ dàng đưa tiền chuộc hay không? Con của hắn ở chỗ của chúng ta mà, hắn không dễ dàng sao được chứ. Hắn lành lắm, đợi nghe giọng của thằng nhóc này, sợ chúng ta làm thịt nó. Anh Cường, anh Phú à, có phải chúng ta nhận tiền chuộc xong sẽ thả người hay không? Chuyện đó không cần phải hỏi nhiều đâu, nhận tiền thì thả người thôi. Thả người hay không, không đến lượt chúng ta quyết định. Còn hỏi nhiều để làm gì, bộ sợ hả? Không phải, nhà này của tôi mà, tôi cũng đâu muốn biến nó thành nhà ma chứ. Ôi, tôi lấy tô mì cho thằng nhóc ăn đi, nó đói rồi. Ăn mì đi. Nè bộ điếc hả? Tao kêu mày ăn mì. À phải, tao quên tháo miệng cho mày. Trưởng mày không muốn muốn thủng hạ chuyện gì vậy? Mày đừng có làm bậy rồi. Nằm miệng cho tao, nếu không sẽ không còn mạng đâu. Lại nó, nằm đi. Cậu nó lại, bóp nó lại đi. Giỡn mặt cái gì, mì cũng không cho mày ăn. Cô Du à? Sếp Lưu. Cô Du à, tiền cô ký tên vào đây giùm. Chứng minh 30 triệu đó dùng để làm tiền chuộc. Đã xịt bột nhận dạng lên trên tiền chuộc, cũng đã cài thiết bị theo dõi trên vali chứa tiền chuộc. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ bọn chúng gọi điện lại. Ừ. Cô phải nhớ, khi bọn chúng gọi tới, cô phải bình tĩnh một chút. Đừng bao giờ lên tiếng, đừng để bọn chúng biết có người ở đó. Nếu không, con tin sẽ gặp nguy hiểm. Tôi biết làm gì rồi. Tôi xuống dưới sắp xếp thêm một chút. Cảm ơn nhiều. Con chào gì? Terence. Con xin lỗi, nếu hôm đó không phải tại con đi trước thì Woody cũng sẽ không. Là con đã hại Woody. À, khờ quá. Không liên quan tới con, đừng tự trách. Woody nhất định không sao, yên tâm. Woody và Terence, cả hai suốt ngày chơi game trong này chơi tới sáng, sau đó cả hai ngủ chung. Thằng con này từ nhỏ tới lớn cứ như vậy, quần áo bỏ lung tung. Cái quần cởi ra vẫn còn hình dạng này. Em không biết là có nên giặt cho nó hay không. Sally, đừng vậy mà. Em rất sợ là nó sẽ có chuyện. Nhưng em không muốn nghĩ nữa. Em đã kêu bản thân đừng nghĩ lung tung. Lúc nãy em nói với Terence, em nói nó nhất định mình ăn trở về mà. Nếu lần đó em không cho nó đi thì đâu có gì. Thực tế hôm đó em không nên cho nó đi. Không liên quan tới em, em đừng nghĩ vậy. Woody nhất định không sao. Sẵn sàng. Alo. Một tiếng sau, lấy túi tiền bỏ vào thùng rác ở trạm tàu điện trung tâm thành phố Nguyên Lãng. Kêu trợ lý của ông đi một mình, đừng có dở trò. Không phải vấn đề, tôi chuẩn bị sẵn tiền rồi. Nhận được tiền, chúng tôi sẽ thả người ngay. Vậy đi. Alo, alo, alo. Lần trước chúng ta đã nói rõ rồi mà. Anh nói có thể cho tôi nói vài lời với con tôi mà. Ông muốn kiểm hàng chứ gì? Nha. Vậy tức là sao? Hả? Có thể chúng sợ chúng ta móc dây. Alo. Cứu con với. Con à, con nghe ba nói nha. Má của con đã biết hết rồi. Con không cần lo quá. Nè, tiền mọi người chuẩn bị xong hết rồi. Nè, con yên tâm đi. Mọi người nhất định có thể cứu con. Dạ biết rồi thưa ba. Terence, chú là chú Dương. Kiên nhẫn thêm một chút đi. Sau khi giao tiền chuộc,
con sẽ có thể gặp ba má con. Được, cứ nói với ba con giùm con nhớ ba lắm. Con rất muốn ba dẫn con về chỗ lúc nhỏ ba ở, giống như tuần trước vậy, cùng đi cắm trại, cùng đi ngắm sao. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn món ăn mà lúc nhỏ ba thích ăn nhất. Con rất hy vọng có thể mau chóng gặp lại mọi người. Má con rất lo cho con có gì nói với má không? Chú sẽ nhắn lại cho má con. Má, con rất xin lỗi má. Con nhất định sẽ không sao đâu. Con yêu má. Em nghe tiếng của con rồi, chứng tỏ nó không sao, đừng quá lo. Em muốn gặp nó, em muốn biết nó có bị thương không. Có lẽ không bị thương, nếu không giọng của Woody không bình tĩnh như vậy. Không sai, mới 17 tuổi, đối mặt với hoàn cảnh khốc liệt như vậy, phản ứng của cậu ấy có lẽ không gạt được ai. Khờ quá, giờ này nó còn sợ chúng ta lo lắng, giả bộ không có gì. Nó không giống giả bộ không có gì để chúng ta đừng lo. Tôi cảm thấy hình như nó đang nhắn gửi tin gì đó cho tôi. Lúc nãy nó nói đi cắm trại, nhưng có nhiều chuyện không nói rõ, rất mờ ám. Có lẽ đang ám chỉ gì đó. Điển hình là câu món tôi nấu cho nó ăn rất ngon, thật ra nó không có ăn. Món đó là bánh con chó. Tôi cảm thấy bánh con chó có lẽ là một trong những manh mối. Ngoài ra nó còn muốn tới chỗ lúc nhỏ tôi sinh sống. Lúc nhỏ nơi tôi sống là Cẩm Điền. Không chừng nó muốn nói tôi biết bây giờ nó đang ở Cẩm Điền. Sếp Lưu, làm ơn đi, lập tức cho người tới Cẩm Điền. Một tiếng sau phải giao tiền chuộc, thời gian quá gấp, tôi nghĩ không thể điều động thêm. Cậu chính nói rất đúng, Woody ám chỉ cho chúng ta có thể có manh mối thật. Cho dù đúng là Cẩm Điền lớn như vậy, rất nhiều quán ăn, nếu chúng ta điều tra sẽ bước dây động rừng. Tôi nghĩ tốt nhất nên tập trung vào đường dây giao tiền chuộc. Nè sếp Lưu, tôi không ảnh hưởng trình tự làm việc của mọi người. Tôi lớn lên ở Cẩm Điền, tôi tới đó coi thử. Tôi sẽ đi với cậu. Chúng tôi chỉ có hai người, có lẽ không lộ liễu đâu. Đúng vậy, chia làm hai ngã, không làm phiền bố trí của mọi người. Được rồi, làm theo ý mọi người, chúng ta giữ liên lạc. Em đi với hai người. Em đừng đi, ở lại đi. Lỡ như có gì bất ngờ, anh cũng không biết lo cho ai. Tin anh đi, ở đây đợi tin của anh. Anh à. Anh vẫn còn chút chuyện, em nghĩ coi lát nữa ăn ở đâu. Được. Không biết con của Charlie sao rồi, có tin của họ không? Nghe nói hôm nay họ đi giao tiền chuộc, hy vọng bọn chúng nhận tiền xong sẽ thả người. Mong là như vậy. Có cần tôi giúp gì không? Lợi hại lắm, vừa nghe đã biết tìm anh có chuyện sao. Phụ Tuấn, kiểm tra giùm tôi, trong Cẩm Điền tất cả những nhà hàng và tiệm ăn bán bánh con chó. Tôi nghi ngờ Woody đang cho tôi manh mối. Được rồi, tôi điều tra cho anh. Trung Thu, cậu có nhận được không? Chính à, tôi có danh sách của Phụ Tuấn rồi, nhưng còn 15 phút phải nộp tiền chuộc, phải đi hết mấy chỗ này. Không đủ thời gian đâu. Chúng ta mà nay nó chọn chỗ liền một lần trước. Tôi thử tới mấy chỗ gần đây tìm Vận Mai. Cảm ơn cậu anh em. Anh em thì đừng nói những câu đó mà, liên lạc sau. Được. Cùng đi cắm trại, cùng đi ngắm sao. Nè, ngôi sao sáng nhất chính là sao Thiên Lan. Trên nữa là chòm Tiên Hậu, trên nữa là chòm Tiên Dương. Hả? Tiên Dương, Tiên Hậu, Tiên Nữ, họ là người một nhà sao? Có phải đây bán bánh con chó không? Có, mua bao nhiêu? Làm ơn tôi muốn hỏi thăm, gần đây có người nào lạ mặt, kỳ lạ, khó hiểu tới mua bánh con chó không? Chỗ tôi có bán cho hàng xóm, không cảm thấy cho lắm. Cảm ơn. Sao hả Trung Thu? Bên tôi không có, bên cậu sao rồi? Bên tôi cũng không hỏi được gì. Bây giờ cậu ở đâu? Tôi ở thôn Sa Trường. Tôi sẽ tới ngay, sau khi gặp nhau mới quyết định bước tiếp theo làm gì. Được, vậy đi. Nè ông chủ, 4 tô bánh con chó. 60 đô. Ồ, chờ chút. Mua một đôi cũng được lắm đó. Giày của cậu chống nước mà, thích hợp ra biển đó. Chống nước gì chứ, đôi giày này là giày thể thao phiên bản giới hạn, nhìn sơ cũng biết rồi. Sao cậu mang ra đường?
Nè, đồ ăn tới rồi. Ờ, danh con có rồi hả? Tôi đi. Tôi đi. Đừng sợ, tôi sẽ cứu cậu. Cậu có biết bọn chúng có bao nhiêu người không? Ba tên. Lát nữa tôi đánh lạc hướng chúng, cậu tìm cách lập tức trốn đi. Bây giờ tôi có con dao, cậu tự cởi trói nha. Vừa bước ra cửa thì chạy về bên trái. Cẩn thận đó. Nè, gì? Lên lẹ một chút, canh chừng thần ranh đó đó. Được rồi, trói chặt hết rồi, còn chạy đi đâu được. Được rồi mà, đi sớm về sớm đó. Có ai đây không? Có ai đây không? Có chuyện gì? Nè anh à, ông khí gà của anh rò rỉ, mùi nồng nặc lắm, anh có sợ cháy nhà không? Mà ra coi hay hơn. Không phải chứ, nghiêm trọng vậy à? Phải. Sao ồn ào quá vậy? Hắn lấy tiền đi rồi. Bao. Mày đừng rút theo nữa, có chừng thằng nhóc nó đi. À, đứng lại. Nè, tôi tới rồi, cậu ở đâu? Tôi tìm được Woody rồi. Bây giờ nó đang bị giam ở số 3 thôn trường. Bây giờ nó sao rồi? Lúc nãy tôi đánh lạc hướng bọn bắt cóc, sau đó quay lại căn nhà, Woody không còn ở đó nữa. Không biết nó chạy đâu rồi. Được rồi, tôi sẽ nói với sếp Lưu một tiếng. Còn nữa, tôi kêu nó sau khi chạy thoát sẽ chạy về hướng sở cảnh sát. Cậu coi có thấy không, tôi đang chạy theo. Được. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Chạy nè. Nè, nè, cậu sao rồi? Tôi không sao. Chân của tôi. Thank you.
Alo, bà số 9, tôi thấy có một người bất tỉnh. Ở đây là núi sau thôn Sa Trường. Ông không sao chứ? Không sao. Cảm ơn ông Sếp Dương. Giữa tôi và cậu không cần nói cảm ơn. Tôi có trách nhiệm bảo vệ cậu. Lúc trước không có cơ hội, tôi không biết làm gì thôi. Nhưng may mắn lần này vẫn còn kịp, không quá muộn. Má, sao anh cộng nói vậy? Con bị thương hả? Con bị thương chỗ nào hả? Chỉ là vết thương ngoài da thôi, với lại chân bị trật, nhưng bây giờ không sao nữa rồi. Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt. Con làm má lo quá. Má, con không có gì nữa rồi, má còn khóc gì chứ? Má cậu đã lo cho cậu cả ngày rồi. Lên xe mới nói. Ba mươi triệu. 30 triệu. Cô đánh gãy chân cũng không cần phải lo nữa. Gọi sếp luôn. Bây giờ bọn cướp đang vô nguyên lãnh. Hết. Tiếp tục theo dõi chúng. Phải tìm được hang ổ, giải cứu con tin. Over. Nghe rõ. Nghe rõ. Hết. Alo, anh Tiêu hả? Lấy được tiền rồi. 30 triệu. Đã quay về. Đừng có về đây. Thằng giống đó chạy thoát rồi. Thằng Bỉnh là không thấy. Trước khi chưa làm sáng tỏ mọi chuyện, hai người đều có ló dạng nghe chưa? Ở bây giờ đi đâu chứ? Đợi bãi phế liệu, tôi quản lý đi. Lần nữa tôi tới đó hội ngộ với hai người. Dạ biết. Sếp Lưu, bọn chúng đột nhiên thay đổi hành trình. Lập tức chặn chúng lại, tôi sẽ tung lưới cùng anh em chi viện. Cô cảnh sát, mau cắt đuôi chúng đi. Dạ tên, cái người đã bị bắt. Chú Yên, đi. Chúng tôi nghi ngờ anh liên quan tới một vụ bắt cóc, thì anh theo chúng tôi về sở. Bác sĩ, anh sao rồi? Chân trái của anh có vết chém, vết thương cũng sâu, nhưng mà không có gì đáng ngại. Hai người chờ đây một chút. Cảm ơn. Không sâu cho lắm. Cô đi sao rồi? Cũng là chân trái gãy xương, đang làm phẫu thuật. Em không cần quá lo. Con của chúng ta cứng rắn lắm. Chào ông Quốc. Các người tới đây làm gì? Lần trước tôi đã cho lời khai rồi. Cho dù các người muốn hỏi chuyện gì cũng không cần dẫn nhiều người tới đây đâu. Chúng tôi đã tóm được bọn bắt cóc. Bây giờ bắt được người rồi, có phải kêu tôi tới nhận dạng không? Hôm nay chúng tôi tới đây là nghi ngờ ông có liên quan tới một vụ bắt cóc tống tiền. Mời ông về sở hỗ trợ điều tra. Tôi muốn gọi luật sư.
Cái gì? Toàn bộ vụ bắt cóc là do Tế Sơ bày ra sao? Đúng vậy. Mục đích của chúng là cướp điện thoại của ông. Bọn bắt cóc còn nói ông bị ăn cắp điện thoại ở SS Club cũng là do ông Quắc ra lệnh. Tại sao hắn ta ăn cắp điện thoại của tôi? Ông ta muốn lấy tấm hình trong điện thoại của ông, tức là tấm hình mà ông chụp lén ông ta với tình nhân của ông Nguyên. Chỉ vì một tấm hình mà gây ra chuyện ầm ĩ này hay sao chứ? Không lẽ cậu ta thật sự sợ bị người ta biết cậu ta quen tình nhân của cậu Nguyên sao? Ông Quắc, bọn bắt cóc khai là ông sai khiến chúng bắt cóc con trai Tưởng Định Thiên, còn cung cấp chứng cứ ông liên hệ với chúng. Ông còn gì nói không? Có phải ông đã sai khiến Đường Nhất Tiêu bắt cóc Tưởng Định Thiên và con trai của ông ta không? Không có liên quan tới tôi. Tôi chỉ kêu bọn chúng giả bộ vô nhà ăn cướp, hả? Cướp điện thoại của Tưởng Định Thiên thôi. Ai mà ngờ cuối cùng bọn chúng đổi ý, hả? Đến nỗi nào là bắt cóc, nào là về tiền hại người, nghiêm trọng như vậy chứ. Điện thoại đó có cái gì đáng để cho ông gây ra chuyện ầm ĩ như vậy để cướp chứ? Điện thoại của ông ta có lưu tấm hình của tôi và tình nhân của Nguyên Long ôm nhau đó. Đương nhiên là giết cậu ta rồi. Cậu nghĩ coi, thật ra cậu ta không phải sợ người ta biết cậu ta cắm sừng tên Nguyên. Thật ra cậu ta chỉ sợ bị người ta điều tra tới lui, điều tra được vụ này chính cậu ta đã giết tên Nguyên. Cho nên Quách Tế Sương hoảng sợ, không muốn để ai nhìn thấy tấm hình, sợ bị người ta phát hiện ông ta có qua lại với tình nhân của ông Nguyên, rồi liên tưởng cái chết của ông Nguyên có liên quan đến ông ta. Nhất định phải xóa tấm hình này. Đúng đó. Cậu ta tưởng đâu là ma không hay, quỷ không biết, ai ngờ gây ra chuyện động trời này đến tay của cảnh sát. Lần này cậu ta chắc chắn phải ở tù rồi. Nhưng mà bọn cướp đã lấy được điện thoại của ông ở trên xe rồi, tại sao còn bắt cóc cậu Tưởng chứ? Vậy cũng phải, ít nhiều gì cũng 30 triệu đó sếp à. Nếu là sếp, sếp cũng liều. Quắc Tế Sương kêu chúng tôi cướp điện thoại chỉ được có 200.000, chia cho 4 người, mỗi người 50, đi một tháng là hết rồi. Cho nên các người không chỉ cướp điện thoại của Tưởng Định Thiên, còn thừa cơ bắt cóc luôn cả Tưởng Định Thiên và con của ông ta. Muốn kiếm một vô lớn sao? Bây giờ đã vô nhà rồi, đương nhiên phải tìm cách kiếm thì một mớ. Bắt một cái thì có vài chục triệu, sao lại không chịu làm chứ? Tỉnh rồi à? Bước đi. Làm xong phẫu thuật cảm thấy sao rồi? Thấy hơi mệt thôi. Thuốc mê chưa tan hết thôi. Không có gì đâu, bây giờ an toàn rồi, vết thương sẽ mau chóng lành lại. Con xin lỗi, lại làm cho má lo lắng. Con không sao thì má yên tâm rồi. Bộ bệnh viện bây giờ không có máy lạnh hay sao vậy? Đâu có. Sao con nóng vậy? Hả? Bác sĩ à, hình như cậu ta bị sốt. Phi hai về ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với hai người. Đo nhiệt độ cho bệnh nhân. Chuyện gì vậy? Kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân đã có rồi, có một số chỉ số không được bình thường. Chuẩn bị cấp cứu. Đầu viên biểu thành Lâm bị sốt cao, co giật, hôn mê. Những vị trí bị da chạm xuất hiện sưng tấy và mụn rợp, hơn nữa lây lan tới chi dưới, tốc độ lây lan vô cùng nhanh. Đồng thời mình ở CT phát hiện giữa lớp da bị bệnh và mạc cơ xuất hiện dấu hiệu viêm mật độ lớn. Chúng tôi nghi ngờ do cậu ta bị nhiễm khuẩn dẫn tới viêm mạc cơ mang tính hoại tử, lập tức phẫu thuật loại bỏ. Tỉnh rồi sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Chóng mặt quá đi. Chân của con. Quên đi. Cậu nghe tôi nói. Bác sĩ nói chân của cậu không phải vết thương bình thường, mà là viêm mạc cơ mang tính hoại tử. Hoại tử? Tức là sao? Tại sao lại như vậy? Có thể lúc cậu bỏ chạy lên núi, chân đã bị thương, vết thương bị nhiễm khuẩn ăn thịt. Bác sĩ đã phẫu thuật loại bỏ cho con hai lần rồi, cắt bỏ những mô bị hoại tử đó. Làm phẫu thuật sao? Lại còn làm hai lần nữa? Sao con không biết gì hết vậy? Con bị sốt, mơ mơ màng màng như vậy, với lại gây mê làm hai lần phẫu thuật, cho nên con không biết cũng đúng.
Yên tâm, ba ở lại với con. Má, tay của má lạnh quá vậy? Vậy sao? Có phải là bấy lâu nay má đứng đợi con tỉnh nên chưa ăn uống gì không? Phải đó, nghe Quý đi nói. Xuống dưới ăn chút đồ, uống ly nước, nó cũng phải nghỉ ngơi mà. Đừng quá lo lắng. Má đi đi. Con không muốn má cũng ngã bệnh đâu. Em coi, Quý đi cũng biết suy nghĩ. Em không cố lên, làm sao giúp nó? Em uống gì ăn gì? Em không đói, uống cà phê được rồi. Để anh làm cho. Anh đi mua chút đồ. Chúng tôi làm phẫu thuật loại bỏ cho bệnh nhân, cắt bỏ những tế bào hoại tử bị nhiễm khuẩn ở chân cô ta. Sau đó chúng tôi sẽ phối hợp thêm thuốc kháng sinh liều cao, hy vọng có thể ngăn chặn được vi khuẩn bị nhiễm ở chân cô ta. Ý anh nói làm phẫu thuật cũng không có khả năng khống chế được bệnh à? Dù sao vi khuẩn cũng có khả năng lây lan tới những nơi khác ở trong cơ thể. Nếu không khống chế được thì sao? Nếu là như vậy, chúng tôi có thể tin tới cắt chi. Cắt chi? Nghiêm trọng vậy sao? Nếu không làm từ để một chút, nhưng mà bệnh vi khuẩn đó thông qua tuần hoàn máu lan tới với cơ quan khác trong cơ thể, điển hình như tim, phổi, thận và gan. Đến lúc đó bệnh nhân có thể bị đe dọa tính mạng. Sao vậy? Bị phỏng sao? Có đau không? Đau mấy cũng không đau bằng Quyết đi hiện giờ. Anh biết bây giờ kia em đừng suy nghĩ cũng vô ích, nhưng ngoài việc em quan tâm nó ra, em cũng phải cẩn thận sức khỏe chứ. Cẩn thận có ích sao? Ban đầu Quyết đi chỉ muốn gặp thần tượng thôi, ai ngờ bị người ta bắt cóc, tưởng đâu may mắn chạy thoát. Một vết thương lại dẫn tới cắt chi. Nó mới 17 tuổi thôi. Không nhất thiết phải cắt chi đâu. Bác sĩ chỉ nói... Ông nói tình huống xấu nhất còn chết nữa. Em đã hứa với ba nó sẽ chăm sóc nó đàng hoàng. Em không thể để nó có chuyện. Bây giờ chẳng thà người nằm trên giường chịu đau là em. Chuyện chưa xảy ra, em đừng tự hù dọa mình nữa. Em nghĩ coi, nếu như em gục ngã, Woody còn có thể trông cậy vào ai, đúng không? Nè, anh đưa em đi xử lý cái tay trước được không? Ok. Du Tử Trần, tới lượt cô. Thật ra không cần đâu, em muốn lên lo cho Woody. Xử lý vết thương trước đi, nếu không em lên trển như vậy Woody sẽ lo cho em đó. Y tá mất bao lâu vậy? Ngón tay của cô bị phỏng nhẹ, cũng phải khử trùng và băng bó mới được đi. Em cũng nhớ chúng ta từng nói mà, phải chăm sóc bản thân đàng hoàng mới có thể chăm sóc con. Nhưng mà em... Em xử lý vết thương trước đi, để lên trển lo cho Woody được rồi. Có tin gì anh lập tức báo cho em biết. Y tá, lát nữa má cậu sẽ lên ngay. Cậu đang coi gì vậy? Tôi lên mạng coi rất nhiều thông tin trên trang web liên quan tới mặt cơ hoại tử. Không ngờ vết thương nhỏ như vậy cũng có thể lây lan rất nhanh, còn gây hậu quả nghiêm trọng. Mỗi trường hợp đều khác nhau, thể chất của mỗi người cũng khác. Làm ơn đi, đừng có giấu tôi giống như má của tôi nữa. Tôi chỉ muốn biết bác sĩ nói sao. Nếu vi khuẩn tiếp tục lây lan, ảnh hưởng an toàn tính mạng, tình huống xấu nhất là phải làm phẫu thuật cho cậu, cắt chi giữ mạng. Không, tôi không thể mất chân được đâu. Tại sao lại là tôi?
là tình huống xấu nhất thôi. Không nhất thiết phải cắt chi. Cậu không thể mau chóng bỏ cuộc. Phải dùng ý chí chiến đấu với nó. Ông có tin có phép màu không? Tôi biết bây giờ má tôi nhất định rất lo cho tôi. Tôi cũng không khác gì, nhưng vì giữ mạng sống của tôi, nhất định phải nhờ bác sĩ cắt chi cho tôi. Nhưng mà tôi thực sự không muốn sau khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã bị mất chân. Ông hứa với tôi đi, nhất định phải dành được thời gian cho tôi, giúp tôi giữ lại chân của mình. Sao nóng quá vậy? Bị sốt cao. Quýt đi. Y tá! Y tá! Quýt đi.如真正爱护我，如真正爱我，如真正信任我，无论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 我，无